Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn, các anh chị, các cô chú đã tới với lại kênh YouTube An Lê USA này của An. Nếu mà đây là lần đầu tiên các bạn, các anh chị, các cô chú thấy An hoặc là coi video của An đó, thì An cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã yêu thương và lựa chọn cái video này của An giữa rất là nhiều những cái video ngoài kia. Và đừng quên cho An xin một cái nút chuông nha, để mỗi khi mà An up những cái video mới nhất về thuế, về bảo hiểm sức khỏe, về đầu tư, mua bán stock hay là những cái news mới nhất hot nhất về cuộc sống Mỹ đó, thì các bạn, các anh chị, các cô chú mình cũng sẽ là người đầu tiên coi được những cái video của An. Thì vào năm vừa rồi đó, thì tiểu bang California đã thả ra rất là nhiều những cái người tù trước cái thời hạn. Và kể từ đó tới bây giờ đó, thì nếu như mà ai mà quan tâm tới tiểu bang California, có người nhà, người thân của mình ở Cali, hoặc là các bạn đang sinh sống ở tiểu bang California đó, thì các bạn sẽ nghe được đó, rất là nhiều những cái vụ mà bị cướp, là bị hành hung hay là bị bắn nhau rất là nhiều ở tiểu bang California. Cách đây vài ngày thôi, An vừa mới làm một cái video để chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện ở khu vực Nam Cali, tức là khu vực quận Cam đó. Thì có một cái vụ nổ súng vào thứ 6 tuần trước dẫn tới đó là có một cái em bé bị thiệt mạng vô thứ 6 tuần trước. Thì bây giờ chưa tới một tuần nữa, hôm nay chỉ mới là thứ tư tháng 5 ngày 26 tây thôi, thì ở khu vực Bắc Cali, khu vực San Jose đó, thì đã có một cái vụ thảm sát thương tâm đã xảy ra và mới vừa sáng nay thôi. Thì cái thông tin của nó là An đọc cho các bạn nghe nha. Tức là khoảng 6 giờ 34 phút sáng ngày hôm nay đó, thì cảnh sát của khu vực San Jose, người ta nhận được rất là nhiều những cái cuộc điện thoại của những cái người dân xung quanh ở cái khu vực này để mà báo cáo về cái sự việc. Tại vì người ta nghe rất là nhiều tiếng nổ súng ở trong khu làm việc của VTA. VTA đó, nó là cái nơi mà điều khiển nè, là cái nơi mà để mà điều khiển những cái chuyến xe bus nè, hay là những cái chuyến xe điện ở khu vực San Jose đó. Thì khi mà những cái người cảnh sát này tới nơi đó, thì người ta thấy nhiều người đã bị bắn, bị thương, và thậm chí là có nhiều người đã bị chết. Và trong số những cái người chết này á, đa số đều là nhân viên của VTA. Tại vì cái vụ nổ súng này là được diễn ra trong khu vực làm việc của cái hãng VTA này luôn, nên đa số những cái người mà bị chết đó là đều là nhân viên, giống như là người ta đi làm, người ta đang đi làm vậy đó, thì có người tới bắn. Và ở đây người ta cũng giải thích VTA là cơ quan cung cấp dịch vụ vận chuyển công cộng như xe bus, xe điện của khu vực San Jose. Và trong cái cuộc họp báo buổi sáng hôm nay đó, thì phát ngôn viên sở cảnh sát quận hạt Santa Clara đã xác minh đó là có 8 người bị thiệt mạng trong cái cuộc nổ súng này. Và theo lời kể của các nhân chứng đó, thì việc nổ súng xảy ra ngay tại sân bảo trì phương tiện vận chuyển của VTA, nơi mà các xe này được điều động. Thì thị trưởng của thành phố San Jose khẳng định đó là tay súng này đã chết và sẽ không có thể nào mà gây thiệt hại đối với lại những cái người dân nữa. Và người ta đã xác minh ra được đó cái danh tính của cái người này. Và giống như em chia sẻ ở trên là có 8 người thiệt mạng là nhân viên của VTA, và cái người mà nổ súng là sau khi mà bắn cái khu vực làm việc của VTA rồi á, thì cái người này tự sát. Thành ra đó là trong cái cuộc nổ súng buổi sáng ngày hôm nay thì có 9 người thiệt mạng, trong đó là có 8 người là người bị hại, và cái người mà bắn á, thì tự kết liễu mình luôn sau khi mà đã bắn những cái người khác. Và trước khi mà cái người này á tới cái VTA để mà bắn á, thì sáng ngày hôm nay người này đã tự đốt nhà của mình và xách súng vào nơi làm việc, nã đạn vào các đồng nghiệp của mình tại khu vực bảo trì điện nước, khu vực bảo trì xe điện trước khi được điều động xuất phát, ở địa chỉ là ở ngay downtown San Jose luôn. 8 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, thì giống như em chia sẻ ở trên đó là đều là nhân viên của VTA hết. Và cái người mà đem cái súng vô bắn những cái người nhân viên này cũng là một cái người nhân viên làm việc ở trong đây luôn. Và khi mà cảnh sát tới nơi đó, thì cái người nghi can này đã tự sát bằng chính cái khẩu súng của mình.
Hiện nay, cảnh khuyển đánh hơi có chất nổ được giấu bên trong tòa nhà VTA nơi xảy ra vụ thảm sát. Cảnh sát cũng đang sử dụng các robot và bom ngay trong căn nhà bị phong tỏa của nghi can. Và khi mà cảnh sát tới đó thì căn nhà, cảnh sát người ta mới phát hiện ra là cái căn nhà này nồng nặc mùi xăng, và cảnh sát tìm thấy nhiều thùng xăng rỗng và hàng trăm viên đạn ở trong cái căn nhà này. Hiện nay đó thì vẫn chưa rõ động cơ của cái vụ nổ súng, và cái người vợ cũ của cái người nghi can kể rằng á, cái ông này hiện nay á giống như kiểu là ổng bị stress vậy đó, ổng rất hay nổi giận và tinh thần cũng không ổn định. Cô cho biết là cô cũng rất sợ chồng cũ của mình. Anh ấy thường than phiền về việc các đồng nghiệp được phân công việc dễ dàng hơn anh. Anh cũng rất hận cha của mình, chỉ trả tiền ăn học cho em gái trong khi bản thân anh phải tự bươn chải kiếm sống. Và lương và benefit cho công việc bảo trì của VTA đó là trong năm 2019 là lên tới 160.000 một năm. Khu vực hiện trường vụ thảm sát và căn nhà single family home của nghi can vẫn còn đang bị phong tỏa ở thời điểm hiện tại. Thì ở thời điểm hiện tại thì người ta chưa có biết rõ cái nguyên nhân của cái người này bắn trong cái vụ thảm sát ngày hôm nay. Tại vì cái người này sau khi mà bắn xong người ta cũng tự sát luôn, nhưng mà bước đầu đó thì người ta nghi ngờ là giống như là cái người này bị stress vì cái công việc, vì nghĩ là những cái người đồng nghiệp với mình á được đối xử dễ dàng hơn, và giống như kiểu là cảm thấy mình được đối xử không có công bằng ở cái chỗ làm. Và cái người này đã giải quyết bằng cách đó là mang súng tới và bắn những cái người đồng nghiệp của mình. Đó là em muốn chia sẻ cái câu chuyện này với lại các bạn, các anh chị, các cô chú, để cho mọi người ví dụ như mình có được những cái sự cảnh giác, ví dụ như mình đi làm mình cũng phải cảnh giác và để ý hơn một chút xíu. Đặc biệt á là nếu như mà mình cảm thấy bị stress nè, mình cảm thấy bị depressed á, thì mình đừng có nên chịu một mình, mà mình nên giống như là nói chuyện tâm sự với lại người nhà, gia đình, bạn bè của mình, hay là mình nên đi gặp những cái người bác sĩ tâm lý, những cái người counselor đó, để người ta giúp mình giải tỏa những cái stress và giải tỏa những cái vấn đề khó khăn cho cuộc sống. Như vậy nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Nếu mà mình cứ tích tụ những cái stress như vậy á, thì đến một cái thời điểm nào đó mình không còn control được bản thân của mình nữa đó, thì mình không những là gây hại đối với bản thân của mình, mà mình còn có thể gây hại tới những cái người xung quanh rất là nhiều luôn đó. Và hy vọng á là tất cả mọi người á, là mình sẽ có được những cái giây phút mà thiệt là yên bình bên gia đình và người thân, và nhớ là đi ra ngoài đường đó. Thì bây giờ thời buổi quá loạn lạc luôn, mọi người nên cẩn thận hơn một chút xíu. Và giống như em chia sẻ ở trên đó, nếu mà gặp bất cứ vấn đề khó khăn gì á, hay là mình bị stress vì bất cứ cái gì, thì mình nên chia sẻ với lại gia đình, người thân, bạn bè, hoặc là đi tìm tới những cái người counselor để mà giúp mình giải tỏa những cái cơn stress của mình nha. Đó là tất cả những cái mà em muốn chia sẻ với các bạn, các anh chị, các cô chú trong cái video ngày hôm nay. Hy vọng á là mọi người stay safe, lúc nào cũng an toàn, lúc nào cũng có thiệt là nhiều sức khỏe, thiệt là nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình nha. Bye bye. Và đừng quên ở dưới cái phần comment ở dưới, An sẽ để ba cái đường link của Webull, Robinhood and OneFinance. Ai mà chưa có account với ba nơi này có thể dùng cái link của An để mà mở account, để mà nhận được những cái stock free. Webull và Robinhood đó là hai cái app mà An cũng đang xài để mà trade stock. Tại vì hai cái app này nó vừa có thể mua bán stock được, mà nó vừa có thể mua bán cryptocurrency như là Bitcoin, Litecoin và đặc biệt là Dogecoin. Nếu mà ai muốn mua mà chưa biết mua ở đâu thì có thể dùng hai cái app này để mua nha. Và có câu hỏi thắc mắc gì thì cứ comment ở dưới cho em biết. Bye bye mọi người.